con hỏi nó hỏi nó mở hàng, nó mở hàng buổi khuya đó, mới gọi không được hẹn gì em nội nhà lên mà bắt đầu là từ sáu mươi lăm tô đó sung sung chỉ nhờ cái sung đó em có nói rồi làm cái tô đây bây giờ mình sao gặp anh cái hộp bên bên đường kia tại đường cái tôi hộp gì hộp gì bên đây nó cứ học bên đó thôi đúng ra hôm qua là hiện tại rồi hôm qua đó chị Hưng gia em không biết con đó là ai chị ơi dạ em đâu có biết đó là ai đâu mà nói chị dạ người nào biết thì em mới nói ví dụ như vợ chồng anh Lê Minh biết thì em mới nói còn mấy cái con mấy cái thằng má dơ là em không có nói tới nhanh nói chuyện nha dạ vợ chồng anh Lê Minh biết nè em biết vợ chồng anh Lê Minh nè nên là em sẽ lên nói xấu kỳ hả ông Lê Minh bên đây luôn hả Lê Minh nè ông Lê Minh mới vừa nói ông mà like á là không bao giờ mà mình vô coi đó vừa hổm anh vừa nói tới tên em là em chát lên liền tại anh không tại anh á là anh không có để ý bên bên YouTube rồi à vậy hả đó người nào tụi chăm biết thì chăm mới nói chứ còn mấy con mấy bá dơ mấy thằng bá dơ dạ cảm ơn chị Minh Hương dạ yêu nhiều nhiều riêng ba trăm quá trời thiệt lắm Tuyền Đinh mày chửi ai vậy Tuyền Đinh nữa tôi còn chắc đảng vô nữa đó. Trời ơi tao nói thiệt tụi bay tao không chửi tụi bay mà chửi nghe nhẹ quá mà nó không chắc đảng không à mà tao nói mùng hai không chăm không bao giờ chửi ai mùng hai 16 nào tao cũng cúng đốt giấy muối gạo bánh trái heo quay cái quy quy gì tao cũng cúng mà không giận đủ vô cái đẳng sợ như cái tụi anh cái gì vậy trời ơi trời ơi chị Trâm nói chuyện tình cảm chị Trâm chị Trâm nói chuyện tình cảm đâu bao giờ chửi ai đâu tao là cô hồn cái đẳng vô nó phá chị không mà nè cũng đủ lì nè vậy đủ lì hả nó chửi nè đủ lì nè Tuyền Đinh nè mà mày chửi mẹ mày thấy gì vậy chửi là tức mà đang tức đang vô ở đang cay lây quá nhớ mày sợ mẹ mày vô ủ tờ cái gì mà mày chửi dữ vậy Tiền Đinh hả ở Tiền Đinh anh Ken Trần vô đây ngồi đi anh ra đeo cuốc cái ổng bên nào ổng gì á hello anh Ken Trần bây giờ thì khá vẻ quá mọi người ơi cảm ơn mấy anh nha cưng trời ơi khuya lắm rồi mà giờ này còn ngồi chờ mình á còn ngồi chờ mình khuya lắm rồi giờ này mình 11 giờ là mình có mấy 11 giờ khuya rồi chị Trâm nói chuyện nhẹ nhàng quá thủy mai lương rồi đúng chị, rồi Trâm nói chuyện nhẹ lắm dạ, chị Hoàng Kim cũng sao bên đây chị đi hù lù chị Trâm chị xài app chị đi hù lù vậy cái app này là app đẹp nhất của em tự nhiên rám nắng luôn em rám nắng ngang luôn mọi người cái app này app cái app này app đi biển app này app dông những cái em như nó app dông hối đánh nền em tình lum luôn rồi mọi người hello chị Dung Dung này xem hello chị Dung Dung nào bắt nền hello bản tin online hay quá bản tin online ơi em chào chị Dung hôm qua chị có coi tên nghĩ rồi hả rồi có bừng bơm xếp tụ tiểu ra chồng tí vậy khó thật tí tụ tiểu khô tụ tiểu khô mọi người hết luôn hả chị? Hết luôn hả? Bản tin online ơi, hay quá. Hôm qua chị có coi tí tí hôm qua bản tin online nó cái gì nước dừa quá nè. Hiệp hỏi nước dừa hả? Bản tin online hay quá cưng ơi. Hiệp hỏi nước dừa nha. Bản tin online dùng từ rất là chính xác và hay ho. Ca sĩ hạng A nhục hay hạng bét nhục anh chị dạ hiệp hội nước dừa dạ hạng bét nhục anh ơi anh Lê Minh ơi hạng bét nhục nha anh Lê Minh nha ờ những cái áp hình cái môi đó chị đẹp ngang cho chị đẹp liền luôn á mà cái môi lên mặt kỳ quá chị đẹp liền luôn kìa chị Trâm đẹp liền luôn hả chỉnh cái gì mà đi hồi lùi hiệp hội nước dừa hạng A nhục kìa trời ơi ông Lê Minh ông hỏi gì chi lát nữa cái YouTuber của tôi nó rần rần hạng A hạng A đang đợi cái quy quy trời ơi khổ quá đang đợi cái quy quy nữa hạng A đang đợi cái quy quy mà sao tự nhiên mình lại phân biệt hạng A với hạng bét ta đúng không nghệ sĩ thì mình là nghệ sĩ chứ tự nhiên mình dỗ vật xưng tên mình hạng A hạng kia chứ không có chửi đúng không mà ở đời mà không ai mà dỗ ngực xưng tên khoe mình là hạng A vậy hạng A bán vé mới cao được chi vậy không ai mà thì là hay nói về nghệ sĩ mà hàng hôm nay nghe nói vậy là chị có coi phim Tây Du Ký không? Đó. Có một cái phân khúc
phân đoạn á, là cái người mẹ của đường tâm tạng á, là cái người mà cái diễn viên đó là không phải là diễn viên chính, chỉ là người diễn viên phụ thôi, nhưng tiền cắt xê gấp đôi diễn viên chính nha. Đó thì chứng tỏ rằng á không có phân biệt hạng A hạng B gì cả, quan trọng là cái vai người ta diễn có đạt hay không. Đúng rồi, phải phù hợp giống như chị, họ phải mời, mời lấy xe lúc đi. Đúng rồi, vai có phù hợp với người đó hay không, giống như thiệt ra Trâm nói á, từ xưa giờ Trâm không có đóng nhiều diễn chính, mọi người đóng vai phụ rất nhiều luôn. Nhưng mà mọi người phải hiểu là trong một cái bộ phim, một vở tuồng phải có phụ có chính. Dạ đúng rồi. Chỉ có mấy đứa mà nó không biết gì hình nghệ thuật á, nó là cái chân phèn á, hay là quyền có giữ chân cho trong một bộ phim, trong một vở diễn nào đó mà có mình anh nó sao mới diễn được. Đúng rồi, nó không mình anh phụ nó chính, giống như bữa thì mình có phân tích phụ cũng nó chính cũng có. Bây giờ nó ví dụ như nó sẽ hát đi, không có ông Đờn sao nó hát. Đúng rồi, vậy cái ông Đờn là phụ đó. Ông Đờn là phụ đó. Ờ, nhưng mà bây giờ không có ông Đờn sao nó hát. Không có ông Đờn sao nó hát. Mày tự hát, mày tự bè, mày tự phúc, mày tự la hết cũng sầm luôn hay sao. Đúng không? Ờ, mà nói vậy chứ, mở bao một tí á, nha. Hoặc là cỡ bằng năm á, còn chưa bao giờ mày mở miệng vỗ ngực xin tên là mình là người sinh ra. Dạ đúng rồi. Ở Bắc Năm đó, ở Bắc Năm Hiển Linh đó, cỡ 3 tiếng á. Giờ Bắc Năm mà người ta kêu là nghệ sĩ nhân dân mà còn không muốn lên. Mà người ta còn không dám vũ được, không đi làm nghệ sĩ nhân dân. Mà má ơi, nam nghệ sĩ u đựa cứ vũ được hoài, chán má ghê vậy đó má. U đựa. Cứ u đựa mà cứ vũ được xin tên hạng A hoài. Tới giờ vẫn còn u đựa hả chị? Tới giờ vẫn còn u đựa. cái biệt danh đó là ai cũng biết mà. U đựa từ thời còn Đồng Mẫu Bạch Long mà. Chiều nay em sẽ cho ra một bản tin thiệt điện thiệt tiện tặng cho hiệp hội lúc giờ. Dạ vậy là chỉ là chiều nay mình chờ cái kênh của bản tin online nha, nó ra một cái bản tin thiệt là xịn tặng cho hiệp hội lúc giờ nhóm nhà nha. Anh võ Diệp Băng anh nói sao mà hay ghê đó. Mong nói chuyện hay lắm cho mọi người, võ Diệp Băng nói chuyện hay lắm nha, xuất sắc nha. Võ Băng cho chị Le Le đi làm đóng phim con heo. Có tinh bông tài nữ tinh bông, mà tinh bông yếu ớ tài. Mà phải là đóng cái tập cuối mới được. Anh Trần, dạ em cảm ơn Canh Trần Super Chat cho em. Dạ, dạ em tăng tương tác rồi, nhờ anh Canh Trần Super Chat cho em. Cảm ơn anh Canh Trần. Không có anh Kem Trần rồi, có mấy ông anh vô là Super Chat nổi lên hết. Super Chat lên là cái view em lên quá trời nè Kem ơi. Em cảm ơn anh Kem Trần nha. Em là fan chân chính của chị Ni. Dạ sắc men, cảm ơn sắc men luôn. Gửi chị Bân nói rất hay. Dạ đúng rồi chị. Bà Trâm kể chuyện hay quá, anh Kem tặng quà. Anh Kem thương lắm mọi người, anh Kem hay tặng quà cho Trâm lắm. Em đi ăn chật ngon mà. Em ơi chị kêu đi bác sĩ, chị khác quá. Nên cẩn thận lang thang đường phố khi chăng. Ủa, lang thang đường phố bị gì mà cẩn thận mọi người? Lang thang đường phố tốt mà. Lang thang đường phố bên bên bị chăng mà sao cẩn thận mọi người? Dạ. Mấy chị đừng nhắn tin vậy, mất công là nó sẽ gây chia rẽ đó mấy chị nha. Lang thang đường phố là một kinh lớn và rất là tốt với bên bị chăng nha mọi người nha. Bình luận tuy nhiên đánh giá gì vậy à? Em ơi, chăm con tim. Dạ, cô chào cô Anh Nguyền, Anh Nguyền chứ. Anh Nguyền là lang thang đường phố nè, Trai Đồng Bằng nè, Tiếng Kiên Lóc nè. Nhiều nhiều mấy anh em. Mấy anh em đó thì tụi chăm ít gặp, nhưng mà lúc nào cũng lên phân tích và phản ứng rất là tốt và rất là thương bên tụi chăm. Còn ví dụ như mấy anh em mà tụi chăm hay gặp bên ngoài nè, là ngồi ở số 5 nè, như là Hảo Dân nè, Tân Mập nè, Tài Sách Pháo nè, Nguyễn Xuân nè, Anh Lan, Anh Kha, Năm Giờ Thiền nè, Thịt Ba Miền nè, đó. Em cảm ơn chị Cẩm Lan Hứa, trời ơi, Super Chat nữa mọi người ơi. Em cảm ơn chị Cẩm Lan Hứa. Dạ, còn mấy anh em như là mấy anh em lang thang, đường phố, Quyền Hội, Quyền Bi Lai, cảm ơn chị Quyền, Trai Đồng Bằng, cái gì? Tiếng Lóc là mấy bạn đó là ít gặp ở ngoài, tại vì mấy bạn đó ở xa, còn mấy bạn ở đây là tụi chăm gặp hàng ngày hết. Nếu mà anh Biêu Mập nữa, đúng rồi, anh Biêu Mập nữa, đúng rồi. Nếu mà mấy bạn đó có ở đây thì tụi chăm cũng gặp hàng ngày, chứ mấy bạn ở đây thôi nha.
rất nhiều kênh YouTube mấy anh em thương của chanh nha. Nên là mấy chị à, Yên Nguyên bà Tám nữa, đúng rồi, Yên Nguyên bà Tám nữa, chị Tam Vlog nữa, đúng rồi. Dạ, rất nhiều nha mọi người nha, rất nhiều mấy anh em thương của chanh. Chị Long, chị Long đi hả chị Bông? Dạ, đi rồi, từ sáng sớm. Hồi Linh Tí đi diễn chưa có bàn cờ nữa. Tại sử dụng áp. Đúng rồi. Hồi Linh Tí mà nổi tiếng là nam nữ nghệ sĩ u rửa là chưa có mặt. Chưa có tên cháu gì trên cuộc đời này hết. Mà tôi cũng dám giữ được xưng tên là chồng tôi là nghệ sĩ hạng A. Cảm ơn chị Hà. Mà sao người ta cứ giữ được xưng tên là chồng người ta là nghệ sĩ hạng A hoài vậy trời. Con Ngao Tí là Việt Nam hôm qua nó ra với con gì đã. Khán giả hỏi là nam nữ nghệ sĩ u rửa trả chị 200 chưa nè? Chưa trả nha. Dai dưới ta ở lâu vậy tính lại không chị? Để lâu rồi tính lại không chị? Chị rất tử, chị không tính lời đó nha, nha. Chị không tính lời mà còn không trả nữa. Rồi, tính lời là nay lên tới 2.000 rồi đó. Rồi. Lời gì dữ vậy mày? Lời gì mà cắt cổ nữa vậy ta? Nếu mà tính lời là nay lên tới 2.000 chứ có ít đâu. Có biết tính rồi tính đại đâu. Ok, cảm ơn chị. Lào tờ giờ bờ phe bà Phương Hằng Lê Minh phe bà Phương Hằng nên là tàu giờ là không giả trời đất ơi, là tàu giờ đâu ta không biết là ai giờ dạ dạ không biết à, dạ mấy cái vụ đó chăm không biết, dạ chăm chỉ biết vụ khác chăm thôi, dạ mình còn vụ khác thì chăm cũng không biết nha mọi người nha. Hello chị Kimberly Johnson Trương, dạ hello chị Kimberly, nó có đâu mà trả, nó để dành tiền mua nước dừa uống. Em muốn gì vậy? Dạ, em cảm ơn chị Sài Nguyễn Quang. Chia nè. Trời, chị để em vậy cho. Sao chị kỳ quá vậy? Có thể nghĩ vô. Hỏi một người ta sợ ngọc cái mày lại ta ra tao uống dưỡng kiệt trời anh tí lấy chị chồng là hơn đó dầu xanh của Mỹ bao nhiêu một lắc à, có người mua hàng rồi có người mua hàng rồi có người mua hàng rồi mừng quá dạ 984.000 một lắc chị Kim Chi ơi Zalo giùm em nha 0902 chỉ có một số Zalo nha các chị nha mua hàng ủng hộ trăm mọi người ơi dạ mua hàng ủng hộ trăm có người mua hàng rồi.